Văn Toàn từ cậu bé bẽn lẽn lên truyền hình đến cầu thủ nổi tiếng, chủ tịch xây biệt phủ. Mới đây nhân dịp sinh nhật tuổi 28, người hâm mộ đào lại loạt clip thời niên thiếu của Văn Toàn. Từ một chàng trai bẽn lẽn, ngại ngùng trước ống kính ngày nào giờ đã trở thành chủ tịch với thu nhập khủng. Theo đó, Văn Toàn thể hiện niềm đam mê bóng đá từ nhỏ và ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Song, vì quá yêu thích, Văn Toàn cũng được bố mẹ đồng ý cho đi đào tạo bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 28, Văn Toàn được đánh giá là một trong những cầu thủ có chuyên môn tốt. Ngoài ra, Văn Toàn còn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh khi đang là chủ tịch của thương hiệu thời trang cá nhân đa dạng mẫu mã và rất đắt khách. Do đó, nhiều người đoán thu nhập của Văn Toàn không phải dạng vừa. Ngoài thu nhập đến từ công việc kinh doanh, Văn Toàn có mức lương từ câu lạc bộ, có thể nhận các khoản thưởng nếu thi đấu có thành tích tốt. Là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia, anh còn có những bản hợp đồng quảng cáo lên đến vài trăm triệu đồng. Cũng chính vì vậy mà trong năm 2023 vừa qua, Văn Toàn đã có thể hoàn thiện một căn nhà hoành tráng, khang trang ở quê nhà Hải Dương. Ngoài ngôi nhà mới xây ở quê, Văn Toàn đã chi một khoản tiền không nhỏ để tậu một căn chung cư hạng sang tại Hà Nội hồi năm 2020.